Hi, mọi người ơi, chào mọi người nhé. Mình đang đứng ở nhà thờ Tắc Xậy, hay là giáo xứ Tắc Xậy, hay còn gọi là nhà thờ Cha Diệp, Thánh Đường, Trung Tâm Hành Hương, Cha Trương Bửu Diệp. Thì đây là quốc lộ 1A, đứng ngoài đường luôn. Ngoài đường thì có bán rất là nhiều đặc sản cũng như là quà lưu niệm để cho mang về đó. Tôm khô, cá khô rất là nhiều. Đây là nhà thờ Cha Diệp. Rồi mình sẽ mời mọi người đi theo mình nhé. Đây là mình bước vào nhà thờ, thì chính giữa đó là cái nhà thờ lớn, nhà thờ rất là đẹp. Bên đây là nơi để xe ô tô, xe máy thì mình đi thẳng, chạy thẳng vào đây, mình để dưới cái hầm này. Còn bên kia là cái nơi để mà những người ở xa người ta tới á, thì mình có thể đăng ký và mình nghỉ lại bên đó. Bên đó có 5 tầng lầu nên mình sẽ được nghỉ nó thoải mái. Còn bên kia là đây là nhà thờ rất là đẹp. Ngày xưa thì nhà thờ rất là nhỏ thôi, nhưng mà người ta cúng á, người ta góp tiền ta cúng thì nhà thờ rất là đẹp. Mẹ Maria Thánh Giuse. Còn bên đây chính là nơi ăn nghỉ của Cha Francisco Trương Bửu Diệp. Mình đi theo mình nhé. Cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp thì rất là linh và ban phước lành cho người có đạo và người không có đạo luôn. Cha sẽ ban phước lành và sức khỏe và bình an cho rất là nhiều người, và người ta đã được ơn mà ta đã cúng nên cái nhà thờ đẹp như thế này. Đốt nhang cha bình thường, đốt nhang. Ở đây người ta có mua nước người ta đẩy lên mộ cha, người ta mang về người ta uống, ta cầu nguyện ta uống và được ân lành. Và các bạn xem, các bạn cầu nguyện gì thì mình cầu nguyện cha đây nhé. Đây là cha Francisco Trương Bửu Diệp. Đó là Chúa Giêsu. Đây là mộ của cha. Các bạn có thể cầu nguyện, các bạn không có cơ hội tới thì cầu nguyện mộ cha nhé. Đây là những người ta ở phương xa tới mà ta gọi lên mộ cha để các ta cầu nguyện cầu cho được bình an và sức khỏe. Sức khỏe là quan trọng nhất. Các bạn chưa có dịp tới, bạn hãy cầu nguyện với mộ cha nhé.
thờ chính, thờ chính mình đó. Thì nhà thờ Cha Diệp hay là Thánh Đường Tắc Sậy là có nơi trung tâm hành hương, nằm ở ngay quốc lộ 1A. Thì quốc lộ 1A thì nó trải dài khắp đất nước từ Móng Cái cho tới Mũi Cà Mau, có nghĩa là từ Quảng Ninh đó tới Mũi Cà Mau luôn, nằm trong quốc lộ 1A, thuộc địa phận của thị trấn Hổ Phòng, tỉnh Bạc Liêu. Thì bạn có cơ hội và có dịp thì các bạn sẽ đến đây và thăm viếng cha. Đây là cái trung tâm hành hương, hãy đến và cầu nguyện cho gia đình mình, cho mình được sức khỏe, được bình an và được nhiều may mắn và nhiều thuận lợi trong công việc. Đây là những người được ơn mà ta đã cúng, người ta đã góp tiền và cúng ta xây nên cái nhà thờ này và cái nơi an nghỉ của cha. Giống như cái tượng này, tượng này là cũng là một người được cha ban bình an sức khỏe đó. Thì người ta tới đây là người ta cúng cái tượng bằng đá này rất là đẹp, tượng bằng đá nó tuyệt lắm. Và người ta có ghi tên chứ, người ta cúng dường đó, công trình tạ ơn cha đó. Đó là những cái công trình này được bắt vào, được người ta được tạ ơn, mà người ta đến đây người ta đã tạ ơn cha bằng cách người ta xây những cái nơi như vậy để kính viếng cha. Rồi mọi người có dịp thì mời mọi người hãy đến thăm Thánh Đường Tắc Sậy, nhà thờ cha Francisco Xavier Trương Bổ Diệp. Chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người nhé.